សួស្ដីបងប្អូនបាទហើយនេះគឺជាមេរៀនលីមីតអនុគមឡូហ្គារីទឹមនៃពេលបាទម៉ោងទី10ហើយលោកគ្រូចំពោះម៉ោងទី9ហ្នឹងគឺយើងរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងលីមីតនៃអនុគម exponential ណាបាចូលមានរូបមន្តទាំងអស់នេះហើយរូបមន្តទាំងអស់នេះយើងត្រូវតែចាំបាទហើយតាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយលំហាត់បងអាចមើលវីដេអូមុនហ្នឹងណាអូខេឥឡូវយើងមើលចូលមកដល់ម៉ោងទី10យើងថ្ងៃគឺលីមីតអនុគមឡូហ្គារីទឹមនៃពេលអញ្ចឹងយើងរៀននៅលំហាត់ទាំងអស់នេះហើយនឹងរូបមន្តមួយចំនួនបាទហើយបាទយើងជួបដល់ហ្នឹងមានកិច្ចការផ្ទះចដាមកអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់លោកឧទាហរណ៍បាទទាក់ទងនឹងរំលឹកណាអញ្ចឹងអនុគមឡូហ្គារីទឹមនេះពេលគឺយើងនឹងស្រាប់ហើយឡូហ្គារីទឹមបាទទាក់ទងនឹងឡូហ្គារីទឹមគោលដប់នៃ x បាទអញ្ចឹងគេអាចទៅសេកាត់ដោយ LG នៃ x បាទហើយអ្នកខ្លះក៏កត់ទៅសេត្រឹមតែចេះទេបាទអាចសេអី3យ៉ាងអញ្ចឹងបាទទាក់ទងនឹងឡូហ្គារីទឹមបាទគោលអឺបាទនៃ x គឺគេទៅសេដល់ clay គឺគេទៅសេទៅជា ln ពេល x ហ្នឹងហើយបាទឧទាហរណ៍ទៅយើងមានឡូហ្គារីទឹមបាទគោលអឺនៃ x បាទស្មើនឹងដអណនឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងតើ x យើងត្រូវធ្វើមិនដែរ x យើងត្រូវតែឲ្យស្មើនឹងអឺសេកុនដអណនណាចាពួកយើងយកអឺសេកុនដអណនអញ្ចឹងវាខ្លាំងជាសុំណាអញនិយាយបានថាឡូហ្គារីទឹមគោលអឺនៃសូនគឺស្មើនឹងដអណនប៉ុន្តែនេះគឺជាសូនបូកទៀតព្រោះឲ្យអីព្រោះ expose វាធំជាងសូនអញ្ចឹងនេះវាត្រូវតែសូនបូកអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា limit បាទ x ទៅរកសូនបូកបាទលោនីពេលនៃ x បាទគឺស្មើនឹងដអណនបាទហ្នឹងគឺតកតងនឹងការស្រាវជ្រាវលើរូបមន្ត limit x ទៅរក0បូកលោនីពេលនៃ x ស្មើនឹងដអណនបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងលោនីពេលដែរបាទលោនីពេលនៃ x គឺយើងត្រូវឲ្យលក្ខខណ្ឌគឺ x ធំជាង0ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាលោនីពេលនៃ x ស្មើនឹងបូកអណនគឺយើងបានអឺសគុណអណនគឺទីមិន x គឺអាចថាស្មើនឹងបូកអណនដែរឬក៏ខិតចិត្តទៅបូកអណនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទទួលបាននេះគឺកន្លែងកនេះបាទគឺខ្លាយជាបូកអណនតែម្ដងណាបាទវាចាប់តាមជាពីនេះបន្តទៀតយើងមើលឡើងខលីមីតអីកត្រោកដអណននៃនេះតាមឡងគឺយើងទទួលបានដូចជាម៉ាក់ដែរបងគឺដោយសារតែ x របស់យើងគឺវាធំជាង0អញ្ចឹង x កត្រោដអណនគឺអត់អាចទៅរួចទេអញ្ចឹងវាគ្មានលីមីតណាអូខេចឹងចំពោះកវិញបាទលីមីតកត្រោសូនបូកលោនីពេលនៃ x បាទគឺវាស្មើនឹងដអណនណាអញ្ចឹងតម្លៃយើងគឺប៉ុណ្្នឹង
Tiếp tục chỉ mua nâng ổ tiêu hoa tìm muối và kiện này limit càng cao chứng mấy nhưng ba được muốn được khác và cái số bố luôn về lợi ích và smart đo nó limit và cái bộ nón luôn về lợi ích và cứ smart bộ nón đó và lấy như mơ lời này một tiệt và hộ thiết đó chỉ môi năng lên được bên này bây giờ mới tới hộ thiết về làm từ à nó lươn truyền đó và trong việc 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 đào từ lươn meta ekatero sẽ còn ăn nó nghĩa ekatero bộ nó lươn truyền à lươn được bên này nên là bên này ekatero bộ nó mẹ ta nó bên này ekatero nó và anh ấy có tới bồ non lớn cái trò bồ non anh ấy có tới bồ non lớn này chương tới bồ non lớn được cái việc còn là tha anh ấy lớn chiều mà mẹ tha sẽ còn là nó người lớn chiều chương mình đi tha nó về để dương kiểm đi limit và cái trò của bồ non này luôn được về để và chạy những cái sự còn ấn cứ dương nó mang khai thì chỉ sâu rồi hai đấy của phía bài nó nghĩa đa tờ lươn đa tờ nó lươn chiếm là chân cái này tờ nó lươn chiếm cứ việc vừa hồi liên minh nó cực xoan sâu nằm đầu mà lỡ dương mơ tờ lư tầm lại cái này này hình và là có bây giờ chúng mình lại cho nó về cái chiếc bộ nón độ 4 cái chiếc bộ nón khó cứ khai chi luôn bên này sồn bố bộ mấy được tàn sồn và chưa khai chi đò nón bộ sồn khai chi đò nón và có limit và ekatero và bộ nón lấy luôn bên này x và giờ anh chắc tin như người ta cơ bản nó khai chia mối bột ở phí lớn luôn từ này nó khai chia ích kế của ta mối đỏ của mối lợi và chứng là lý dương khai thì chia số là nó khai chia mối bột số nên mối đỏ số nữa chứng khai chia mối và mối còn số chưa sai mối còn số cứ xóa số mà OK, mưa trong toàn. OK, cứ phần nắng và dương châu tôi mới tiết mà nên cứ chia hạt xong tôi chia chia tư tư này. Chấm dương lại nít limit để cho tôi bộ nón luôn từ này đi sau ấy cứ khai chia bộ nón và limit để cho tôi xong bố luôn bên này cái đò nón có được được cứu anh phạm chân cứ lại anh khai số chân là rùm môn mối cứ nâng khai vị trí mùi đấy mà ok chân cái mình xem ra anh chạy được cái này và lại này dương khởi thà rùm môn với xe mạng phản ứng và nếu dương xe mạng phản ứng đáy
Thì đôi khi ôi những cứ ra bài kia và lấy riêng chung mà đó hạt tìm mùi và lấy những chung luôn nó là chữ bồ nón bộ bay bộ cả luôn về bộ nón chứ nếu chúng ta cứ bộ nón thằng đầu nữa chứ phun thì mình được là chỉ luôn về này sồn bố luôn về này sồn bố đỏ bấy chứ nếu là chỉ đỏ nón nếu là chỉ đỏ nón đỏ bấy là chỉ bộ nón đấy ok chứ phun thì pin thì mình limit ấy cái tờ có bộ non này luôn được bên ấy lợi cái độ độ ấy cho nên dương ai tin luôn được bên ấy máu anh ấy ai tin ấy cái trên cái máu là sau mỗi độ một lợi bạn trong căn mắc một số môi độ sồn và trong cái chỉ số khó là nếu dương ai chụp một bộ non trụ tử và cho nên viên được khai chia bộ non và đỏ non chân của hết bản đi cứ dương từ tài tiên được rồi của sinh ra về thì dư riêng thì đang máu cho nên nhà tiên ích luôn là bên ích chẳng động tâm đó mỗi độ năng ích lưu lượng ok, nên dương tin X-ray lo chưa mà tin X-ray của X-ray với đa lượng chiếm nên tin X-ray lượng chiếm của X-ray với lượng chiếm anh em bạn chia lượng về X lưu X mà độ mũi bộ tam nếu như bạn được chia bộ nón và nếu như bạn được chia số pram lơ ekri và chia sẻ số độ mũi bột sốn và chân khai chi bột nón và độ mũi mà nắng độ nọ mắt và chữ chung là dân cư bản đi lấy dân chung nó từ mặt tỷ bảy chung lại có cứ khơi người quen thì bột nón là chia bột nón vào chúng này khó nên với là số bột phí đỏ luôn về này số bột và khai chia phí bột nó của đòn đỏ lắm chỉ là chữ bột nó này chứ nhưng mà lực cổ mình cổ cứ viên khai bây giờ chúng nó tới việc khai chỉ muối và còn luôn về lấy bốn đỏ bảy đỏ mùi chúng lô được bên này sồn qua thay cho đơn thay ta chỉ lô được bên này sồn bô được sồn đỏ thì cô đang dương thời tại chỗ mặt lại nắng cô dương ở đằng chỗ mặt lấy dương trời thật phơi này kệ dương kệ này đi mất rồi mày đằng chỗ mặt đó cái từ đầu mùi hàng chuối mùi hàng chuối người ta ít độ mùi hàng chuối ít độ mùi lắm ít đo mũi cơ tơ rô xôn hàng chuối nhé bạn cần được vào về
ចានេះលញមិនជា x បាទគុណលោកនេះពេលនេះយើងចាប់ជាកតា x ដក1បាទនេះខ្លាចជាដក x ដក4ណាអូខេយើងគុណពលិបមកស្មើសមភាពដើមហើយចានេះបានជា1បាទគុណលោកនេះពេលនេះ0ដកគុណនឹងអដក5ខ្លាចជាលោកនេះពេលនេះ0មកខ្លាចជាដកអាណនណាអឺយើងមើលលើខខយើងអាណនលើអាណនអញ្ចឹងយើងទាញលើរីពូចេញក្រៅអឺខ្លាចជាលោកនេះពេលនៃ x បាទចាយនឹង x កតានឹង1បូក1លើ x ចាំមកនេះជាលោកនេះពេលនៃ1លើ1បូក0ហើយជា0ណាមកយ៉ាអឺចំណែកអាងោនេះវិញខ្លាចជាលោកនេះពេលនៃ0បូក1ខ្លាចលោកនេះពេលនៃ1ស្មើ0ណាចំណែកចគឺលោកនេះពេលនៃលោកនេះពេលនៃបូកអណខ្លាចជាលោកនេះពេលនៃបូកអណណាខ្លាចជាបូកអណអញ្ចឹងវាថាពួក expo ពួក expo logarithm នឹងវាបត់បែងចាមែនតើចឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងតទៅនឹង logarithm នៃ pair គឺតទៅនឹង limit ក៏ដូចជាក្រាបសសារភាពសំក្រាប exam គឺស្មានជាបបានច្រើនតែអញ្ចឹងយើងត្រូវតែច្បាស់ពីលក្ខណៈអំឡងចូលរូបមន្តដោយទីរគ្រូយើងបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងនិយាយថាយើងត្រូវចាំរូបមន្តនៃ logarithm pair មានសំខាន់ខ្លាំងមាន4បាទនេះអូខេកខកខអឺអ្វីដែលសំខាន់នេះបាទយើងត្រូវទៅចាំ limit យកទៅរកសូមនៃលោកនៅពេលនៃ x បូក1នៅ x បានស្មើនឹង1យើងត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងអឺកន្លែងនេះយើងនិយាយទៅលោកនៅគូចង់បញ្ជាក់តទៅលោកនៅពេលនៃ x លើ y ឧទាហរណ៍អានោះដោយ logarithm គឺនិយាយទៅរូបមន្តវាតែមួយទេបាទលោកនេះពេលនៃ x second n និយាយជា n លោកនេះពេលនៃ x បាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តដែលយើងត្រូវតែចាំហើយបាទគោលតទៅលោកនេះពេលបាទអូខេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទវីដេអូនេះបាទហើយ homework នេះបើសិនបងអាចធ្វើបានជួយធ្វើមកហើយផុសក្នុង page 2 teacher ចំណានហ្នឹងគួរជួយមើលណាបាទអូខេហើយក៏គ្រូមានចង់បញ្ជាក់តទៅនឹងព័ត៌មានសិក្សាបាទគ្រូបានបង្កើតសាលាបង្រៀនគណិតវិទ្យាតាមអ៊ីនធឺណិតមួយដែរហើយគ្រូបានសុំច្បាប់ត្រួតត្រងត្រូវបាទពីសាលាក្រុងដែរហើយនេះជាសញ្ញាបត្ររបស់គ្រូបាទគាត់នឹងចង់បញ្ជាក់ថាគ្រូបានរៀននៅខ្ញុំកំពុងរៀននៅសាលា NAE បាទហើយបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគ្រូបានបង្កើតសាលាគណិតវិទ្យាបរិញ្ញាបត្រតាមអ៊ីនធឺណិតបាទហើយបរិញ្ញាបត្រអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអាចរៀនផ្ទាល់ជាលក្ខណៈ conference ដូចអញ្ចឹងបាទបងប្អូនឃើញមុខគ្នាអាចនិយាយគ្នាជាលក្ខណៈទំនើបមួយហើយការសិក្សានោះគឺយើងរៀនដូចយើងផ្ទាល់ចាំមានថាយើងរៀនមួយថ្ងៃមួយម៉ោងឬក៏មួយសប្តាហ៍5ម៉ោងសិក្សាអាចមានរៀនសាមទៅដែរ
ហើយកូនណាដែលចុះឈ្មោះមករៀនមុនគឺទទួលបានម៉ោងមុនព្រោះនឹងបើចុះឈ្មោះក្រោយគឺអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេណាអញ្ចឹងបើអាចដូចមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនមូលគ្រូអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនបានបាទតាមលេខទូរស័ព្ទ02 57 949 06 93 52 89បាទហើយតើតោងនឹងការរៀនហ្នឹងគឺយើងរៀនដូចបងមើលវីដេអូមុនមកគ្រូក៏មានដែរគឺគ្រូបានខុសវីដេអូខ្លះខ្លះដែលគ្រូបានរីកខុសទុកដើម្បីជាចំណេះដឹងឲ្យបងគឺគ្រូក៏រៀនសិស្សហើយយើង conference មានតែលក្ខណៈផ្ទាល់តែម្ដងណាគាត់ថាយើងបាទគាត់ថាមិនបានរៀននៅផ្ទាល់នឹងនេះឯងគាត់ថាផ្ទាល់តាមរយៈអ៊ីនធឺណិតបាទអញ្ចឹងមានវិញភាពងាយស្រួលទេបាទយើងចាំគ្រូផ្ញើ app ផ្ញើឲ្យទៅពេលវាចុះឈ្មោះណាបាទហើយបើអ្នកដែលបងប្អូនចង់រៀននៅផ្ទះគ្រូផ្ទាល់បាទនៅខេត្តពោធិ៍សាត់គ្រូនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅខាងលិចរាចម្ងាយប្រហែល800ម៉ែត្របាទចូលក្នុងជាតិបាទចូលក្នុងជាតិទេបាទនៅខាងជើងក្នុងជាតិហ្នឹងទៅចូលក្នុងជាតិលេខ5យើងហ្នឹងអូខេហើយអាចមករៀនផ្ទាល់ចូលឈ្មោះមករៀនមួយគ្រូផ្ទាល់គ្រូសាស្ត្រានៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាទអញ្ចឹងគ្រូមានវីដេអូទៅប៉ុណ្ណឹងហើយអូតើតើតម្លៃតម្លៃនោះគឺ50,000 រៀលបាទពួកគ្រូយកតែ50,000រៀលទេតម្លៃសិក្សាព្រោះมันជាច្រើនទេព្រោះសិស្សសំខាន់ឲ្យសិស្សអាចមានទំជីវភាពមធ្យមក៏អាចរៀនបានដែរបាទណាជីវភាពមួយមួយអាចរៀនបានដែរហើយចំពោះអ្នកដែលមករៀនផ្ទាល់ក៏តម្លៃប៉ុណ្ណឹងអ្នកដែលរៀនតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងក៏តម្លៃប៉ុណ្ណឹងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទមានព័ត៌មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទណាអរគុណច្រើនបាទ